Thưa Đại Đức, như đã nói trong quá khứ, gần nhà của chúng tôi có một ngôi chùa Phật giáo Tịnh Độ Tông. Sau khi tôi khám phá ra kênh YouTube Sư Hạnh Tuệ, tôi nhận ra một số điều mà tôi muốn hỏi. Một số tăng ni trong chùa Tịnh Độ Tông có một số ý kiến chưa đúng theo tạng Pali, ví dụ A-la-hán và Bích-chi Phật chưa hoàn toàn giác ngộ Niết Bàn và vẫn cần phải tu thực hành để trở thành Phật hoặc cầu nguyện để đi tái sinh tại Tây Phương Cực Lạc, rồi sau đó tu thực hành để trở thành Phật. Tôi không nghĩ rằng quan điểm của họ là đúng theo chánh pháp Kinh Tạng Pali. Có cách nào để tôi cho họ biết sự thật và thay đổi ý kiến của họ không? Chúng tôi có nên cầu nguyện với Phật để họ sẽ tìm thấy chánh pháp trong tương lai không? Khi chúng tôi đến thăm chùa, gia đình tôi thường tỏ lòng tôn kính, đảnh lễ và cúng dường cho vị hòa thượng trụ trì chùa. Liệu gia đình chúng tôi có đạt được thiện nghiệp nào từ những việc làm đảnh lễ và cúng dường đó không? Nếu vị hòa thượng trụ trì ấy cũng có tà kiến như các đệ tử của mình và gia đình chúng tôi có bị hậu quả gì không? Thưa quý vị, thưa chia sẻ một cái tin có thể xem là tin vui đối với Phật giáo Việt Nam. Đó là sư thấy rất là nhiều những vị tăng ni trẻ của Phật giáo phát triển. Các vị đó đó học đạo và tìm hiểu rất là nhiều kinh tạng Pali. Những vị thuộc Phật giáo phát triển đã rất là tìm hiểu kinh tạng Pali, cũng như là những cái lớp mà học ngôn ngữ Pali cũng rất là nhiều quý thầy quý cô đi theo học. Từ đó đó chúng ta thấy là về mặt phát triển thì càng ngày tăng ni ở Việt Nam có cái nhìn thấu đáo hơn và có sự ưu ái ưu tiên đối với kinh tạng Pali. Cho nên á, là sư thì phải nói là sư không có thành kiến gì đối với các hệ phái, và do cái điều kiện quá khứ, điều kiện lịch sử thời xưa, như là cái thời xưa thì vẫn còn chiến tranh, thì trong cái thời chiến tranh loạn lạc rất là khó để người ta có thể tìm hiểu nhiều cái kinh tạng. Cho nên cái trường phái là Tịnh Độ Tông phát triển rất là mạnh. Nhưng mà về sau này đó, khi mà bây giờ người ta sống ít phải lo lắng cái chuyện là chiến tranh, thì các thầy các cô cũng đã nghiên cứu rất là nhiều kinh tạng Pali. Cho nên là bây giờ quý vị sẽ thấy là nhiều thầy nhiều cô cũng dạy kinh Trung Bộ nè, rồi dạy thực hành là tứ niệm xứ nè. Đó. Cho nên á, cái sư muốn nói ở đây là gì? Là nếu như các thầy ngay cả ở Mỹ, ở bất kỳ một cái quốc gia nào, nếu mà các thầy còn trẻ đó, thì các thầy hoàn toàn có điều kiện để mà các thầy học hỏi kinh tạng Pali, hoàn toàn có điều kiện. Chỉ có điều là muốn hay không thôi. Có những việc tế nhị mà sư không tiện nói, sư nghĩ quý vị cũng biết. Đó thì thí dụ như á, là mình nếu mình duy trì cái truyền thống, mặc dù cái truyền thống đó là sai, nhưng mà truyền thống đó đem lại nhiều cái lợi ích đời cho cá nhân các vị đó, thì cái chuyện thay đổi nó rất là khó. Thôi thì mình cũng mong thôi, mình mong là nhiều vị á, ngày càng có nhiều vị hướng về chánh pháp nhiều hơn để có thể làm lợi lạc cho quần sanh. Quý vị biết là có một cái tin vui là như thế này. Sư nghe thì sư cũng hoan hỷ. Đó là có một số ngôi chùa, có một số ngôi chùa thì các vị thầy trẻ, có thể là do hòa thượng, các vị thầy lớn hòa thượng thì đã đến cái tuổi cổ rồi. Cũng gần tháp xa chùa rồi, cho nên là các vị hòa thượng, các vị thầy lớn
Có khi nếu lỡ mà tu nhầm á, tu nhầm pháp môn thì các vị thầy lớn cũng ngại không có đổi. Nhưng mà các thầy trẻ đó thì các thầy biết biết chuyện, hiểu đúng pháp, thì đôi khi á, Phật tử hỏi các thầy khèo nhỏ nói đó, qua hỏi ông sư Hạnh Tuệ, thì khi mà sư nghe là Phật tử đến thì nói chụp hình cái màn hình đó, tin nhắn gửi cho sư, thì sư thấy sư cũng vui. Tức là các nhiều vị thầy á, trẻ thì ngại ngại cái ở trên mình còn có thầy á, cho nên là thôi chỉ ông Quan Sư Hạnh Tuệ đi, ông nói nó dễ hơn. Thành ra là về cái vấn đề này, sư không chắc là cái chuyện mà quý vị đề nghị các thầy ở đó thì các thầy ở đó sẽ hoan hỷ, sư không chắc nghe. Nếu mà thử thì cũng có thể thử, nhưng mà mình nên chuẩn bị sẵn tâm lý là các thầy có thể không vui. Nếu mà quý vị nói các thầy trẻ thì các thầy trẻ có thể kêu qua bên, thì để sau này ví dụ các thầy trẻ lên làm trụ trì, các thầy trẻ có thể thay đổi không chừng. Nhưng mà các thầy lớn thời khó, tại vì quen rồi, quen cái đường lối cũ á, cho nên là sẽ khó đó. Cho nên là mình chuẩn bị tâm lý ha, có thể là sẽ bị từ chối á. Còn cái chuyện mà quý vị đảnh lễ một cái vị thầy nào đó rồi quý vị cúng dường á, thì như thế này nè. Trong kinh phân biệt cúng dường thì ngay cả cái chuyện là mình bố thí cúng dường cho loài bàn xanh như là con kiến, con gián thì cũng có phước. Ngay cả cái chuyện là mình bố thí cúng dường cho những người phá giới, những người sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu thì cũng có phước, chẳng qua là phước ít thôi. Huống chi là cái chuyện là mình bố thí cúng dường được cho những vị là giữ năm giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, thì cho dù các vị tu sĩ theo bất kỳ hệ phái nào đi chăng nữa thì với cái nhìn của sư, ít nhất là các vị đó cũng giữ được năm giới, đúng không? Chỉ riêng cái chuyện các vị đó giữ được năm giới cũng hơn cư sĩ rồi. Cho nên là quý vị có bố thí cúng dường cho các vị đó thì cũng có phước. Còn nếu như quý vị tìm được những vị mà giữ được 8 giới, giữ được 10 giới, giữ được tỳ kheo giới thì nó quá tốt. Còn nếu không thì ngay cả các vị giữ năm giới, quý vị cúng dường cũng được. Sư nói vòng vòng chắc có lẽ là những cái vị cô bác lớn tuổi không có nhớ. Thôi bây giờ sư tóm tắt lại cái ý của sư như thế này nè. Tóm tắt lại ha. Một là muốn khuyên thì cứ khuyên, nhưng mà nên chuẩn bị tâm lý là có thể bị từ chối, thành ra đừng có giận hờn ha. Cái thứ hai là mình có bố thí cúng dường thì là có phước. Còn cái thứ ba là cái chuyện mình không có đi theo tà kiến thì mình sẽ không có lỗi, mình không có tội, không có sao hết á. Tại vì mình bố thí cúng dường cho người ta nhưng mà mình không có theo cái đường lối sai lầm của người ta thì không sao hết. Quý vị vẫn đi theo cái chánh pháp là được rồi. Thì gạch ba cái đầu dòng đó giùm sư đó, tóm tắt lại ha. Và mời nhà Đại Đức Tuệ Tường có lời chia sẻ. Bởi vì vị này á, theo như sư Hạnh Tuệ biết á, là này là thuộc cô bác lớn tuổi ở nước ngoài á. Cho nên là cũng có nhiều băn khoăn. Kính thưa Đức, kính thưa quý vị, thì ở đây vị này hỏi là có cách nào để cho họ biết được sự thật và thay đổi ý kiến nha. Nghĩa là đầu tiên cho biết, hỏi là có cách nào để, nghĩa là cho biết sự thật và rồi thay đổi. Bây giờ sư nói là có cách nào biết được sự thật không cái đã. Xin thưa quý vị, cái sự thật ở đây á, là sư này giảng rộng lên cho quý vị, cho quý vị hiểu rõ chuyện sự thật này. Sự thật này á, nếu mà nói chính xác á, hơn á, thì đúng theo lời của Đức Phật dạy á, bốn sự thật thưa quý vị, đó là cái dụng khổ tập diệt đạo, gọi là chân lý đó. Ở đây thì mình dùng cái từ gọi là có cách nào cho họ biết được chân lý không. Xin thưa quý vị,
chân lý đại diện cho trí tuệ, thưa quý vị. Mà trí tuệ trong Đức Phật, Đức Phật á, ngài giảng giải đó là trí tuệ siêu thế. Ở đây á, là chúng ta không có thể tính như thời Đức Phật được, tại vì Đức Phật ngài là ngài đại bi, ngài đại trí rồi, cho nên là ngài biết chúng sanh nào có cái nhân duyên, cho nên ngài độ, thì phải nghi rõ, nhớ rõ như vậy. Còn nếu mà giả nói là cái cũng cái sự thật đó, cũng cái sự thật mà Đức Phật đã giảng dạy, mình nói cho họ biết không, thì điều này rất là khó, thì nó rất là khó nha. Tại vì sao? Bởi vì chân lý, thưa quý vị, chân lý là không, quý vị nghe rõ cái điều này, chân lý là nó không có đi tìm người hiểu chân lý, mà là chân lý chỉ dành cho người đi tìm hiểu chân lý. Và có một điều này đại sư đã từng nói, những cái mà mình nhồi sọ, mình tuyên truyền hay mình mong muốn người khác thì nó khó, bởi vì nó khó dùng, nó khó, nó, mình cho là đó chân lý, nhưng mà mình đem đó mình tuyên truyền hay mình nhồi sọ người ta, nó khó gọi là đem để người ta chấp nhận nó sự thật. Rồi thứ hai là gọi là thay đổi ý kiến của họ. Cái này nó ở thuộc dạng một cái level mà nó gọi là nó lại khó hơn. Nó khó hơn cái việc mà để cho họ biết sự thật. Thì thật vốn dĩ là cái người đi tìm sự thật chứ không phải sự thật đi tìm người. Cho nên nói là để thay đổi ý kiến thì rất rất là khó. Thưa, có một cái câu chuyện mà Sĩ Giác Nguyên có lấy ví dụ ở bên Trung Hoa, người ta nghĩa là đây là ví dụ chào phúng thôi. Người ta nói là ở ngoài xa trường có thể giết 1.100 vị tướng địch, nhưng mà để thay đổi cái tư kiến một người rất là khó. Để xin ví dụ như vậy để cho quý vị hiểu. Còn câu hỏi thứ hai là quý vị hỏi là chúng tôi có nên cầu nguyện với Phật để họ tìm thấy chủ chí pháp tương lai không? Thì ở đây là sư nói là nên, nhưng mà phải bỏ chữ cầu. Có nghĩa là đại sư đã đọc lại câu hỏi này như vậy nè: chúng tôi có nên nguyện với Phật để họ sẽ tìm thấy chính pháp tương lai không? Thì cái điều này nên. Vậy giờ phải nguyện thế nào, thưa quý vị? Nguyện như vậy, thưa quý vị. Bản thân quý vị nguyện á, hàng ngày vị phải nỗ lực. Nếu quý vị, bản thân quý vị đã biết được lời Phật dạy nằm ở trong Tam Tạng Kinh điển Pali rồi, thì quý vị phải nguyện như nè: tôi nguyện á, là tôi phải học pháp, học cho nó vững, học căn bản, nó vững thiệt vững, đúng không? Và tôi hành pháp. Rồi tôi hành là hành thế nào? Tôi bố thí, tôi trì giới, tôi tu thiền. Để chi? Mục đích đó là nếu bản thân tôi ngay trong hiện tại nè, tôi làm được những cái điều mà bố thí, trì giới và tu thiền á, đúng theo lời Phật dạy, thậm chí bây giờ tôi áp dụng thêm, thậm chí á, bây giờ áp dụng được 4 cái pháp mà đắc nhân tâm mà Đức Phật đã dạy. Phải nói là làm thuần thục nghe, chứ không phải là làm kiểu hời hợt nha. Bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Thì suy nghĩ nếu quý vị ngay trong hiện tại quý vị làm được 4 phương pháp này nè, thì cái khả năng nghe, gọi là có khả năng nha. Khả năng quý vị có thể làm được. Cái câu hỏi trước để quý vị có thể nói là quý vị có thể làm được, là nói là có thể thôi nha. Là cho họ biết sự thật và thay đổi ý kiến của họ. Tại vì Đức Phật cái dạy mà đây là 4 pháp đắc nhân tâm, nghĩa là thâu phục lòng người: bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Cho nên để chốt lại cái câu hỏi này thì là quý vị nên nguyện là mình thực hành những điều đó: thực hành giới, thực hành định, thực hành tuệ, thực hành bố thí, thực hành trì giới, thực hành tu thiền. Rồi thực nguyện pháp học mình vững, pháp hành mình thành. Rồi mình áp dụng 4 cái pháp bố thí, ái ngữ, là hành, động sự đó, 4 pháp đó trong tâm, thì mình đó là một phương cách để mình thay đổi bản thân mình, và thậm chí có khả năng mình thay đổi được người khác, là cái điều quan trọng. Riêng câu hỏi số 2 thì Đức Hạnh Tuệ trả lời rất là đầy đủ rồi. Sư chỉ trả lời cái vế sau, có nghĩa là cái vị này hỏi là Hòa Thượng chủ trì cũng có tà kiến như đệ tử của mình, thì gia đình chúng tôi có bị hậu quả hay không? Cũng có mà cũng không, thưa quý vị. Có là như thế nào?
Xin đưa một ví dụ dễ hiểu nha. Thí dụ quý vị là một cái người có cái lòng hào sảng, quý vị hay bố thí mà không có phân biệt đó, thì trong cái những người nhận bố thí thì có những cái người mà họ nghèo khổ thiệt, họ cũng nỗ lực dữ lắm rồi, nhưng mà họ nghèo khổ thiệt. Rồi có những người họ không phải họ vì nghèo, nhưng mà họ vì có tài sản nhưng mà họ ăn chơi chắc tán đánh bạc, không? Bây giờ có hai đối tượng này, đặc biệt cái đối tượng ăn chơi chắc tán đó, tán nhà bại sản không có tiền đó, người nhận sự bố thí vậy. Bây giờ sư đặt cho quý vị câu hỏi như vậy, nếu quý vị bố thí cho những người mà quý vị biết rõ gia cảnh họ đó, nó bài bạc này nọ nè, nó như thế này nè, nhưng mà mình vẫn cho, nhưng mà cho là xong, cho là cho chứ mình không giao du nó, không qua lại với những thành phần đó, không thành phần mà đánh bài đánh bạc rồi số đề này nọ đó, những cái tai nạn xã hội đó, thì xin thưa quý vị, có anh ảnh hưởng gì không nhỉ, đúng không? Nghĩa là có rõ ràng là không, đúng không? Quý vị chỉ cho thôi, còn cái việc họ như thế nào cho họ, tại vì bố thí không phân biệt mà. Đó là cái cạnh thứ nhất. Cái cạnh thứ hai như vậy, quý vị cũng cho bố thí cho đối tượng đó, nhưng mà quý vị thấy lạ lạ, gọi là thấy nó cũng hơi lạ đó, bởi vì phải tìm hiểu đời sống họ à. Ủa sao mà ngày nào cũng xin như vậy, thì nói mấy ảnh bài thua quá này nọ, ở đâu anh bài chỗ nào, ông chơi anh bài chỗ nào, ông chơi số đề chỗ nào, đâu chỉ tôi anh. Là tôi lại đi coi thôi, ông chơi thôi, thì vô tình đó mình đi tìm hiểu đời sống của họ, rồi mình xâm nhập vào đời sống của họ, rồi một thời gian sau cái sự từ mình sự bố thí cho họ, rồi mình trở thành người đi xin giống họ luôn đó. Cho nên cái câu hỏi là có câu hỏi là nếu mà bị tà kiến á, có bị hậu quả gì không, thì đó cũng có thể có thể không. Cho nên quý vị phải lưu tâm, quan trọng nhất chính bản thân quý vị phải có một cái đời sống giới hạnh và sống với tinh thần tứ niệm xứ, đó là sống chánh niệm tỉnh giác, để mình luôn luôn có sự trí tuệ phân biệt cái điều nào nên làm và cái điều nào là không nên làm, rất là quan trọng thưa quý vị. Và cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Thưa quý vị, xin nhắc lại để quý vị nhớ cái chi tiết mà Đại Đức Tuệ Tường có nói là nếu như mà mình bố thí cho người khác bằng tấm lòng hào sảng, thì dù cho cái kẻ đó là một cái người sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, coi như là tứ đổ tường, thì cũng không sao hết trơn. Tại vì cái sự bố thí của mình xuất phát từ lòng hào sảng. Còn nếu như mình bố thí mà mình có cái sự chung hùng, có cái sự chung chạ, có cái sự cộng nghiệp cùng nhau hưởng cái, giống như là cùng hưởng một cái tà kiến của họ, cùng hưởng cái chuyện xấu của họ, ví dụ như mình bố thí cho họ rồi mình đi mình trộm cắp chung với người ta, hoặc là mình bố thí cho cái người tà kiến rồi mình tà kiến theo với người ta, thì khi đó, đó là mình mới tạo nghiệp. À, phân biệt giùm sư hai cái sự kiện này. Đây là cái mà Đại Đức Tuệ Tường muốn nhắn nhủ cho quý vị. Và chúng ta qua cái câu hỏi tiếp theo.